Rồi, nay lên cho anh em đồ chơi làm tiêu này. Sắp đến mục tiêu rồi đó. Lên cho anh em cái list đong tiêu, hay còn gọi là list đo gem, để đo dung trọng tiêu. Đấy, cái này là một cái dụng cụ mà làm tiêu không thể thiếu, để cho chúng ta xác định được cái dung trọng cái hạt tiêu trong quá trình mà mình đi thu mua làm mẫu ở trong các kho và đi mua của dân đó, thì mình dùng cái lít này để mình xác định cái dung trọng, xác định cái gem của tiêu là bao nhiêu, thì mình dùng lít này. Lít này thì nó có hai phần, cái phần trên này là cái phễu để mình đổ tiêu vào đây đó, và phần dưới này là cái lít. Đấy, cái lít thì khi mà tiêu nó chảy xuống á, tiêu nó chảy xuống đây thì nó sẽ nằm trong này, và chúng ta dùng cái lưỡi gà này á, để gạt, để cắt cái phần mà chúng ta cắt á, là tiêu nằm ở dưới này được xác định là dung trọng để đổ lên cân, thì mình xác định được là bao nhiêu gam. Đấy, thì lít chuẩn á, lít đúng của nó là lít 500. Lít 500 là tương đương với 1.000 ml. Đấy, 1.000 ml như vậy á, là nó là chuẩn, là đủ. Thì khi mà mình đổ tiêu vào á, xong là mình đổ đổ tiêu vào, mình gạt và mình đem lên mình cân á, nếu như mà cái với một cái lít chuẩn á, khi mà mình đo lên á, thì nó xác định được cái dung trọng tiêu là bao nhiêu, thì cái lượng, cái dung trọng đó chính là cái dung trọng thực tế của cái tiêu. Đấy, thì cái lít nó được chia thành hai phần. Phần đầu tiên là phần phễu, phễu chứa, và ở đây nó có một cái khóa ở đây để ngăn, và gạt như thế này thì tiêu sẽ chảy xuống. Và cái lưỡi gà ở cái cổ này, khi mình kéo ra thì tiêu chảy xuống, kéo ra cho tiêu chảy xuống và đẩy vào thì gạt tiêu, cắt để lấy cái phần tiêu ở trong này, và cái phần này là phần lít, là phần quan trọng. Đấy, cái lít nó thiết kế rất đẹp nhé, làm bằng kim loại không rỉ đó, anh em mua về một lần và sử dụng cả đời không bao giờ hư. Đấy, trừ trường hợp là mình đập thì nó mới hư thôi, chứ còn cái này làm bằng kim loại nó là chắc chắn luôn đó, rất chắc chắn luôn. Mối hàn này, cái mối hàn này rất là tinh xảo luôn đó, rất đẹp. Đấy, bác nào quan tâm thì có thể là nhấn vào cái giỏ hàng á, là trong đó nó có đầy đủ thông số về cái lít, thì đó, anh em ưng cái loại bao nhiêu gem á, thì đều cắt được nhá, theo yêu cầu. Đấy, đặc biệt là cắt theo yêu cầu được. Đấy, để chúng ta đi ra chiến trường chúng ta kiếm ăn.